Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn tới thăm một cơ sở thu mua gỗ sưa. Đây là những cây sưa đỏ đã được thu mua về và các anh em thợ đang tiến hành đẽo lấy lõi. Thu mua về đến nhà anh em thợ là tiến hành đẽo lấy lõi và để chế biến xuất sang Trung Quốc. Cây sưa chỉ giá trị ở cái phần lõi. Bà con chúng ta, cây sưa chỉ giá trị phần lõi như thế này, đẽo hết cái lõi, cái giáp trắng đi. Cái lõi càng to càng giá trị. Cho nên những cây sưa lâu năm là rất là giá trị. Và những cây lõi to như lõi từ 15 phân trở lên, bây giờ nó vẫn tiền 100 triệu trở lên. Thậm chí có những cây hàng mấy trăm triệu, có cây hàng tỷ. Cho nên bà con anh em chúng ta cứ lưu ý là không sợ cây sưa mất giá. Chỉ có thời gian, ngày xưa có thời gian nó sốt lên thì nó là cái giá sưa sốt. Còn giá bây giờ là giá sưa là giá thực tế. Bây giờ cũng mấy trăm một cân. Hiện nay giá sưa bán trên thị trường cũng vẫn còn mấy trăm một cân. Nó không được đắt như ngày xưa là mấy triệu một cân nữa. Cho nên bà con anh em chúng ta, bà con nông dân, ai có những cây sưa vẫn cứ chăm bón và để cho lõi càng to càng tốt. Như tôi đã hướng dẫn một số để cho tạo lõi to nhanh là ta bón kali và đốn cành ở trên cao. Lõi sưa càng cao càng to càng giá trị, cây để càng lâu càng già càng giá trị. Cho nên bà con đặt những cây sưa nếu như chưa vội, chưa cần đến pha đến ấy diện tích đất thì ta cứ để sưa càng già càng giá trị. Nhiều nhà cứ gọi sưa bán lon mới đường kính lõi được 9-10 phân cũng gọi thì giá sưa rất rẻ. Hiện nay cơ sở chúng tôi thu mua từ lõi 10 trở lên, lõi 8, 9 bây giờ cũng không mua nữa. Tại vì những cái lõi nó to mới làm được nhiều việc, mà những việc nó mới có giá trị. Còn lõi non quá là nó cũng kém chất lượng. Cho nên không mua những cây sưa lõi nhỏ quá, thì cây nó vẫn còn non quá. Các anh em ở nhà, các cơ sở vẫn rất là nhiều sưa. Vẫn mua rất nhiều sưa về và vẫn giao dịch bình thường, chỉ có điều là giá sưa nó không được cao như trước nữa thôi. Nên nhiều bà con bây giờ là cứ thắc mắc bảo làm sao bây giờ sưa rẻ thế, lại còn rẻ hơn năm ngoái, hơn năm kia. Giá thị trường bây giờ nó xuống từ lúc Covid đến giờ là giá sưa cũng có phần ảm đạm, giá sưa nó cũng xuống vì đường sang Trung Quốc nó cũng khó khăn, không đi được. Một thời gian nữa là có thể là giá sưa lại tiếp tục lên, có thể sang năm giá sưa lại tiếp tục lên giá. Cho nên bà con có cây sưa hãy lưu ý, hãy từ từ cứ để chăm bón cho nó thật tốt vào. Cây sưa là những cây lâu năm, cho nên mà là cây gỗ quý, cho nên bà con ta không thể lóng vội được. Mỗi một cây sưa có thể là phải từ 15 năm trở ra thì mới được thu hoạch, chứ không cây sưa nào thu hoạch được dưới 10 năm. Là chỉ có những cây mang về trồng, gọi là cây công trình thôi. Cho nên bà con ta lưu ý, cây sưa càng để già, càng để lâu, lõi càng to, càng giá trị. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.